Yo và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Day Gaming. Và hôm nay mình sẽ quay trở lại với tựa game mô phỏng lái xe tới 2 này. Như đã hứa với các bạn tập trước, là hôm nay mình cùng với team của mình sẽ đi những con xe khách này, đi một cái cung đường đèo cực kỳ khó, có thể gọi là khó nhất từ trước tới giờ mình từng chơi luôn á. Và hôm nay mình đi một cái con xe khách nó khá là lạ, đó chính là con Neoplan Cityliner này. Thì cái hãng Neoplan có hai dòng xe, Skyliner và Cityliner, thì nó cùng giống giống nhau, nhưng mà Skyliner thì nó 2 tầng, còn Cityliner là 1 tầng nha các bạn. Mình đang để cái màu xanh nước biển và mình có một cái tem Cityliner ở đây. Con này khá là hiện đại khi mà xung quanh đều là camera hết, không có còn gương nữa nha các bạn. Cũng như là mình có một cái hệ thống camera 360 rất là xịn luôn, dùng để một hồi nữa các bạn sẽ biết, tại vì mình không bật máy bây giờ đâu. Cái bên mình thì cù hôm nay đi con Hyundai Universe mà đợt trước tụi mình đã chơi á. Cù với Dũng đi hai con xe giống nhau. Còn Blue với Dép thì đi con xe dành cho những người đàn ông thành đạt nha các bạn. Nhưng mà nói chung là có một người bên kia không không giống đàn ông lắm. Xe mình thì nói chung là nó đẹp, nó xịn và nhìn cảm giác các bạn, cái cảm giác xe người ta nó có cái mui ở phía trên đó các bạn, người ta gọi là cái nón á. Còn xe mình giống như kiểu mấy ông già 50 60 tuổi mà nó hơi hơi hói hói các bạn. Giống như hơi hói hói á các bạn. Là hói nặng luôn rồi. Cái đầu, cái các bạn nhìn cái phần luôn. Đầu xe đó nó trống trơn mà có cái kính nè, thì ở trên này mình có một cái cây gạt nước nữa dành cho hành khách ngồi ha. Đây, bên trong xe mình thì nó cũng giống như con Skyliner vậy, nhưng mà nó chỉ là xe ghế ngồi một tầng thôi, mà cái ghế của nó khá là cao. Đây các bạn nhìn là mình có thể nhìn được trên này luôn. Cái này là cái khoang dành cho khách ngồi, khách nhìn đó, khách nhìn phong cảnh này kia, trời mưa thì nó gạt mưa giúp cho khách dễ nhìn hơn. Ghế thì cũng khá là nhiều các bạn. Ngoài ra thì xe mình có thể gọi là con xe xịn nhất trong này, tại vì nó có một cái hệ thống mà một hồi giúp cho mình không bị lọt đèo các bạn. Nó không hẳn là đường đèo nữa, nó là một cái cung đường ngoằn ngoèo hoa lá hẹ chứ không phải là đường đèo các bạn. Một hồi đi các bạn sẽ biết. Ok, thì bây giờ mình đang đợi thêm một chiếc xe nữa tới nha. Và để cho các bạn xem thì bên trong của mình nó sẽ như thế này. Đó, hai bên là hai hàng ghế và dưới cuối cùng là bốn ghế nha các bạn. Bình thường ở đây những cái xe khác là sẽ có 5 ghế, nhưng mà ở đây người ta chơi đủ thôi. Người ta chơi không có dạng tiết kiệm. Mình có một cái toilet nè, mình có một cái bàn ăn, rồi máy pha cà phê, nói chung là xe nó đủ hết trơn. Mỗi một cái ghế là có một cái màn hình luôn các bạn, dành cho hành khách giải trí. Nhưng mà riêng hai ghế đầu tiên thì không có màn hình. Hai ghế đầu tiên trên cùng thì nhìn cảnh thôi chứ không có màn hình ha. Rồi, mình có lơ xe, mình có đồng hồ hiển thị bên trong xe. Và bây giờ mình sẽ thử đề máy lên cho các bạn xem hệ thống gương bằng camera của mình ha. Đầu tiên đây các bạn thấy là mình có hai ô. Ô ở trên cùng á là nó theo dạng là cái gương mà gương cầu lồi các bạn, để nó xem toàn cảnh nó rộng hơn cái xe của mình. Và gương phía dưới này là cái gương nhìn bên hông xe ha. Thì hai cái này đều là màn hình camera hết. Ở đây mình có một cái màn hình máy tính bảng ở ngay giữa, và nó là camera 360 độ nhưng mà nó hơi ảo một xíu, là nó rất là rõ luôn các bạn. Rồi bên này vẫn là có gương bằng camera các bạn, vẫn là hai cái trên cái dưới ha. Ngoài ra thì xe mình có đồng hồ và những cái phím tắt này kia thì cũng giống như xe khác thôi các bạn, nó không có gì đặc biệt lắm. Bản đồ mini dưới này, nhưng mà mình có một cái điện thoại mình cắm ở đây cho nó dễ nhìn đường hơn. Thì nói chung là xe mình có thể gọi là công nghệ thuộc hàng top phân khúc rồi các bạn. Còn mấy con xe kế bên chắc gì nó có giống như mình ha. Và bây giờ thì mình nghĩ là cũng gần đủ người rồi đó các bạn. Đây, đủ có xe rồi ha. Rồi bây giờ lên đường thôi. Rồi ok, lên đường nha các bạn. Bỏ phanh tay ra, vô số, mời các bạn đi trước. Ủa alo. Đi trước đi. Ủa alo, đi trước đi. Ai dẫn đường? Ủa alo, không biết đường hả? Đi thẳng là được mà. Ê, đi có đường má mày. Ê, tài xế là mình phải văn minh lên nha bạn. Mình không được văn tục nha bạn. Đó. Có làm coi hối hồn kìa. Xe cũ dài quá ta. Gọi đi đi. Hay quá không Dũng. Em đỉnh quá Dũng. Để tôi hạ hai cặp kính xuống cái ồn quá. Chứ các bạn ơi, cái camera 360 của mình nó không hoạt động khi mà phía trên cùng có gì nó che lại nha các bạn. Rồi đi ra đi. Ôi xe này thắng nó không ăn. Thắng sâu vãi. Ok đi. Thắng quẹo bên nào vậy? Lên đấy, bạn. Quẹo bên trái xong rồi quẹo bên phải. Xi nhanh mấy con Neoplan này nó chậm ơi là chậm luôn các bạn. Đó, chưa gì ra cổng là thấy cọ sát nhau rồi đó. Nó không biết được thì để chị dẫn cho. Ta dẫn nhận chức trách gì mà nó còn nói tao kìa gì. Lẹ đi ba con sư tử. Hai à. Hai à bạn. Ai biết liền à. Hôm nay nói chung hôm nay nói chung là có mình đặc biệt các bạn, tại vì mình là người có tiền, mình mua xe hiện gọi là sao ta? Công nghệ hệ thống hiện đại, không phải như mấy chiếc xe Sư tử rồi mấy cái xe Hyundai Universe đồ đâu. Ơ quẹo phải rồi luôn. Không đi trái. Phải không?
phải mà. Trái. Phải. Thành có đường trái đi. Ký mỏ giờ có đi thẳng quẹo trái kìa. Không, các bạn thấy không? Tuy là mặt đường nó rất là gồ ghề nhưng mà xe mình nó rất là êm. Đi nhớ đánh giá làm sao nha lắm. Những bạn nào đang ngồi trên xe của mình. Người ta đi tưng tưng nó mới khoái bạn. Ai muốn đi em luôn các bạn. Tưng tưng là những con xe khác bạn. Rồi. Quá êm. Các bạn thấy cái mặt đường nó rung mà vô lăng nó giật qua giật lại không? Mà xe nó vẫn rất ấy dị cụ. Vô lăng rung sướng quá. Xe rung quá đúng không? Cung đường này thì chắc là nhiều bạn kêu cái này có gì đâu khó đúng không? Xíu nữa đi các bạn sẽ thấy. Thấy mặt trời. Để coi mình nhường Uông Dũng đâu rồi. Biết hả? Út sao anh? Chắc đang bận đi tán bé nào rồi. Chắc vậy quá à. Tính kêu cho anh Dũng lên trên, ngáo lên đi ngáo. Anh đi chốt cho. Anh đi dưới cuối anh chốt rồi. Tại xe anh nó xịn lắm ngáo. Thương quá. Xe anh nó lạc đoàn. Này dạ. Thì này chị ơi, bay sao dữ. Chị leo lên tới trên kia vậy? Chị hết vậy á. Chán quá à. Má này có gì hết trơn chán quá. Bởi vậy chứ bạn. Từ ngáo đạp kim cái em cho nó đã. Ơi ôi, thằng Dũng. Này thì em chạy em vượt. Cái con Skyliner các bạn nó dài hơn và nó cao hơn cho nên là nó có hai cầu sau. Cái cầu dưới cuối cùng là nó là một cái dạng bánh xe có thể bẻ lái ngược lại với đánh lái. Nói chung là giúp cho cái xe nó thoát cua dễ hơn á. Con này thì nó ngắn hơn cho nên không có cần. Quyền hồi xưa các bạn à. Không nhớ gì hết trơn bạn ơi. Không biết, không nhớ. Giống cái con trong hoa da các bạn vừa nói hả? Không biết gì hết trơn các bạn. Hình như là quẹo phải đúng không bạn? À, mình đi thẳng bạn. Ủa phải không? Đúng rồi, bạn cứ nghe lời tôi đi. Phải không? Nhắc đi tập bậy đi á. Nào bóp kèn vậy? Anh á. Không, xem đâu có bóp kèn. Láo thiệt chứ. Thằng sao anh á? Bạn đừng tưởng bạn leader rồi bạn bóp láo bạn luôn. Rồi tao leader. Sao xe mình nó hết nghe tiếng máy các bạn nghe tới đây chính ù tai hay gì ha. À nghe lại nè, tưởng đâu xe có công nghệ chống ồn chứ. Công nghệ chống ồn chủ động nhưng mà mình nghĩ chắc xe này nó đầy đủ option, không phải như một số xe backup option đâu. Kệ em nha. Ai biết. Kệ nhiều hãng bị quýnh chết á. Ai biết gì hết trơn các bạn ơi. Đây mình cho các bạn xem đó, xe nó xanh lè, đẹp không? Ôi đúng quá ngáo ơi. Xe mình nó đầm á bạn ơi. Em có con xe xanh lè nè anh. Nè. Hello. Bạn nhìn xe mình nó đầm nè. Có con xe xanh lè nè. Xanh, ai, xanh này kiểu khác em. Ôi bạn nhìn nó nhúng rồi cho, nó nhúng rồi. Quá êm luôn, gặp mà giờ mấy con Unibor chắc nó bay bổng được cỡ nào luôn á. Nó lên tới não rồi. Mấy con Unibor mà đi đường này cho nó nhúng công nghệ bay bổng á. Đợt trước điên lần sợ quá trời. Đạp thiệt ơi. Rồi, đường này cái vật thôi các bạn, không gì hết trơn á. Mình có camera 360 là mình có thể quản lý được hết, mình giải quyết được mấy cái chuyện này. Ai muốn vượt không? Nè, vượt đi nè, anh cho vượt nè, đó, vượt đi. Lẹ nha. Lên đi với camera ơi, mà anh biết mà. Ôi nó nghiêng. Đường nó bị nghiêng. Rồi Dũng lên luôn đi Dũng. Lẹ Dũng ơi. Lẹ gì ơi. Tôi chạy lắm tôi chưa thấy mọi người đâu á mọi người. Đi lồng chảo anh ơi. Đi lồng chảo đạp gì à, đạp nhanh lên nha. Ok. Sao? Đạp không nhanh được. Máy khỏe lắm các bạn. Ui cái xe nó nghiêng đã vậy. Chẳng biết. Rồi, hai kia bích lộn nhau rồi. Ấy, các bạn, adu, xe mình nó có cảnh báo luôn kìa. Đúng là tiền nào cũng nấy các bạn. Có mà. Cậu kia chính cậu. Cảnh báo nè. Ủa vậy hả? Em cũng có mà. Ủa vậy, xe là cũ. Không. Ủa mấy con Hyundai Unibor có không? Làm gì có, kêu làm gì có đúng không? Có. Chắc không. Thiệt không? Có luôn à. Ủa có hả ta? Rồi giờ nhục quá rồi. Ủa mình tưởng đâu có mình xem mình có hả chứ. Ủa. Thôi đổi quần vô đi bạn. Cái gì á. Giờ này nhiều quần quá hả bạn. Ê bạn đi này đúng đường không vậy bạn? Đúng bạn tin tôi đi. Tôi dẫn đường hai mấy năm trời bố. Đùa à. Tôi nói sai bạn ơi. Lạc quải gì. Ủa xong đi đép. Lũi đó chi đép. Chờ anh. Chờ chi rồi. Anh chạy chậm quá. Anh còn chờ. Chạy 8 không à. Chắc anh cần chờ quá. Phi. Ôi. Gì vậy? Vậy mới la hết hồn vậy. Ôi, đừng. Không có tiếng báo ghê quá.
ơi, thắng không được cu ơi. Anh ơi, dùng ta. Dùng ta rồi. Cái này các bạn thông cảm, tại xe mới á, các bạn mới mua, mới dắt ra hãng á, cho nên là hệ thống thắng nó chưa có ăn. Nó phải có một cái sự là đồng đều với nhau thì thắng nó mới ăn được. Dạ. Ngủ quá thì ngủ chút. Ủa hello. Tắt một cái mệt mỏi. Cụ quẹo sát vừa cụ, mình quẹo rộng đó cụ. Đi đi cụ. Ba Dũng. Ba Dũng, chị nhờ cho em nhiều lắm rồi đó Dũng. Đây các bạn, đây là cái con đường đó với các bạn ha. Thì nói chung là nó cũng không có gì đâu. Dăm ba cái đường này mà. Mình thấy con nó nhẹ nhàng, nó lọt xuống dưới. Ba em đi Dũng. Chúc em. Nè nè, thêm con nữa nè. Nè thêm con xanh lá cây nữa nè. Đi lên. Cái đó. À không chơi, không thích kiểu đó nha. Đi xuống, đi xuống. Xong, thế là xong. Và thế là hết, khỏi đi. Sao mà đi được? Sao được? Được. Tôi tin thằng em tôi. Nè rớt nè, rớt nè. 2, 3. Rồi dựng đi đi các bạn. Lùi lại mấy bạn ơi. Bên tay đi. Lùi hả, lùi hả, lùi hả, lùi hả. Không, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Ui, được kìa. Được kìa. Từ từ kìa. Được kìa. Ra bên kia luôn chưa nó được. À, ở dưới kia nó có cái xe nó chặn lại đường, các bạn nắm cho đi, cho nên là mình phải đi cái đường nó hơi non roleplay này xíu, nhưng mà đó lý do mà nói các bạn cái map này chơi đúng một lần thôi, tại vì nó ảo kiểu này á. Nó theo kiểu là mạo hiểm á các bạn. Có dễ bả bả gớt luôn. Ai tạo ra cái map này? Không chạy được mọi người ơi, mọi người chạy đi. Cái bó tay rồi. Ra sao đi bạn, ra sao xếp hàng đi bạn. Không được thì người khác chạy bạn. Hãy để cho camera 360 làm việc bạn. Tôi là đầu tư mua xe này chỉ để dùng việc này đó bạn. Tôi chỉ có cầm lùi à bạn. Các bạn thấy không? Cái hệ thống camera 360 của mình, lý do mình đi con xe này là ôi thằng ngáo nó qua mượt quá vậy. Trời ơi, sạch mới khen nó luôn. Mới khen nó luôn. Đó, ghê quá. Sao đỡ được. Ghê quá. Ôi, cụ quá mượt quá ta. Không như cam 360 mở hụt là tao cười. Đừng có để đừng có nói sớm vậy bạn, đừng có nói sớm vậy bạn, để anh cụ qua các bạn. 360 một là nhục lắm á. 360 nhưng mà mình phải dùng cực cảnh mới được. Đi cụ ơi. Ngáo đi kìa cụ ơi. Từ từ cưng ơi, có gì chết chị còn cứu mày mày. Từ từ thôi. Lên cụ. Rồi đúng rồi, hay quá. Cụ bờ rồ quá. Đường này nó ghê quá các bạn. Rồi tới đây mình nhẹ nhàng mình đánh lái qua thôi. Đó. Mình nhẹ nhàng mình không ổn cái hàng. Đó. Cái 360 của mình đâu rồi. Cái này giống mất cua vậy. Đó, thấy không? Các bạn thấy không? Quá nhẹ nhàng luôn. Lòng. Trời ơi. Ôi má ơi. Đạp hết ga luôn anh. Đúng rồi, anh nhục. Rồi, quá lên à. Đường rồi nè các bạn. Trời ơi, nó ghê quá à. Nó ghê quá à. Cái xe mình nó vừa khích cái cầu luôn các bạn nhìn nè. Nó theo góc nhìn của cái 360 á. Là từ trên nhìn xuống á. Rồi thôi xong đéo rồi, chết rồi, chạy vậy chết rồi bởi vậy. Bán ơi, bán xe vậy mua xe có cam 360 đi. Cho nên đậu mấy đứa anh đợi nha. Rồi giờ gạt hông tay đây đợi mấy đứa nè. Em xài cơm với ai xài cho mấy ga nha anh. Không em, hồi nãy em xài có nhìn thứ hai đúng không em? Em đừng có nói vậy, người ta biết hết trơn, ngáo à. Trời các bạn nhìn xe mình, ừ. Ôi nó đều hai bên không? Má à, đỉnh. Người ta dùng hình ảnh từ dễ tin chứ ai vừa kêu nha. Nó điều, hồi quý ngáo nãy nó vừa có nhìn này nó đi nè các bạn, chắc chắn luôn. À, góc nhìn này nó cũng khác gì đâu. Anh lơ xe anh sợ không anh? Nhìn mặt anh không sợ đâu, không sợ đâu. Nhìn anh cụ với ngáo đợi đi anh cho vui. Cụ với ngáo đợi mình đi, mình đi chung đoàn cho nó vui đi, gì sớm quá à, không vui gì hết trơn. Không sợ mặt tỷ của chị với Dũng mà. Cụ lôi cụ. Nè nè, coi Dép lên nè. À. Đó, Dép đang dùng hình ảnh vệ tinh giống ngáo nè. Tâm nó luôn đi, tâm nó cho đại đi. Cho đi lẹ. Rồi, được rồi đó. Đi. Quá đỉnh. Ủa này các bạn ơi, nó có cái dốc các bạn. Để chị gắn vệ tinh vô máy ơi. Mình ngó nghiêng cái gương. Để mình quên chỉnh cái gương bên kia cho nó sát sát xíu. Gương bên kia nó nhanh trí dừng lại xuống xe quá. Chỉnh gương bạn. Không bạn, gương tôi gương chỉnh điện bạn. Bạn quên là xe tôi gương bằng camera hả bạn. Trời nó êm. Đâu phải như mấy con xe. Đâu phải như mấy con xe mà chỉnh cơ. Giờ này mở xuống mở cửa xuống điện không biết làm sao luôn. Kiểu giống trong mấy phim hình các bạn mở cửa xuống lọt á. Anh đạp xe đi đường này. Ủa Dũng, gì Dũng? Sao vậy Dũng? Sao vậy em? Em làm vậy khách nãy giờ, nãy giờ khách nó lủi vô cái kính hết trơn rồi Dũng. Khách nãy giờ nó ồ ạt á, nó nhào xuống. Ê tính là Dũng nó chơi miếm vậy, nó lùi thẳng luôn kìa. Coi mà lưu gớt cái nữa rồi. Anh cũng đang coi nè em.
Dũng chơi điếm nhận Dũng nó chơi nó thời điểm ở nhà chắc gì xịn lại bỏ qua được rồi kìa. Trời ơi, thôi gớt cái bánh lại kìa. Đi mày. Đi đó, nói chung là đường này nó cũng đơn giản thôi các bạn. Không có đơn giản bạn. Đơn giản thôi. Bạn 360 nó mới đơn giản. Mà bạn thấy lên đường này nó quýu không bạn? Bạn có thấy lên đường này nó quýu không? Quýu quả trưởng không? Chị chậm quá luôn. Biết chừng nào chết nữa. Ê mày nói tao tông từ dưới tao tông lên nè. Đẹp quá à, xe mình nó đẹp quá. Không hết đâu là gì. Mấy khi tao chạy chậm mà. Tụi bay né ra hai bên này, đi lên chạy cho tụi bay coi. Lên số 6 rồi bạn ơi. Rồi lên số 3, từ từ thôi, nhẹ nhàng thôi. Trời đi. Rồi tới nè. Thôi các bạn, các bạn nhìn đường vậy chứ nó chưa hẳn là đơn giản thôi các bạn, nó cũng có nhiều cái lắm. Rồi mời mấy cùi với mấy ngáo ơi. Trời ơi. Dì ơi, Dũng rớt dì ơi. Dũng rớt rồi dì ơi. Hả? Dũng rớt rồi. Ồ. Cái này là mấy khứa chạy mà vừa chạy vừa bóp điện thoại nó vậy á, dễ bị lắm. Đó giờ anh biết xe đi lùi chưa? Ê ngáo, tính ra anh em mình nó có chung chí hướng á ngáo. Anh em mình có chung ý tưởng. Không, bạn một hồi bạn lên đó bạn hiểu, tại vì từ lúc mà tôi nhìn ra được cái đường này là tôi đã nghĩ ra được cái ý tưởng đó rồi, bạn hiểu không? Ý tưởng này nó một hồi bạn cũng phải làm thôi, bạn hiểu không? Rồi camera 360 bạn chạy vậy? Ừ. Ủa 360 chứ, ngộ à. Bây giờ mấy bạn đã kích camera của tôi đúng không? Đúng rồi. Rồi đề nghị cù với ngáo đi ra lẹ nha. Ở đây mình có cho xuống xe nè các bạn, dành cho những xe nào mà bị rớt nhiều quá vô đó sửa. Bị dán á bạn. Này các bạn nhìn là ngáo nó lọt. Ngáo lừa bằng camera gì đó em? Vậy tin hả em? Camera cam 2. Ngáo ơi. Ê, xé tụt. Ngáo ơi. Ngồi mượt lắm rồi. Ở đây chơi chị là ngáo. Nói chung là cái này các bạn quay đầu được, các bạn vô chung kia các bạn quay đầu được. Nhưng mà đi lùi cho nó vui các bạn. Thấy mượt không? Trời ơi. Tiếng nào tắt máy vậy? Quá cho mượt luôn. Tiếng theo mình. Nè, ngáo rớt à. Nè, cù rớt nè. Rồi. Ông nói không rớt à. À, xe mình nó đúng ra là nó là phiên bản số tự động các bạn, nhưng mà các bạn biết sao không, số tự động chạy nó không có tiết kiệm nhiên liệu, số sàn nó mới tiết kiệm, số sàn chạy nó có cảm giác mạnh mẽ nam tính hơn, đó là lý do tại sao mình lấy số sàn. Tại mình không đủ tiền mua bản số tự động. Ủa nãy bạn nói đâu phải như mấy con nào cắt option đâu bạn? Không bạn, con này không, con này đó có option. Xe bạn. Số sàn là bị cắt option đó. Đó, nhưng mà này số sàn full, nhưng mà này số sàn full option, ok. Em đúc hết anh luôn. Đó, rồi, cụ chạy ra. Ủa ai, cụ ai, cụ. Dán liền. Mình sẽ lùi thật nhẹ nhàng. Anh cụ là gì? Anh cụ. Hả? Cái gì? Cụ. Ghê vậy? Đó, đớn, chết anh ơi. Mày tâm nó xuống không bị gì? Giờ sao cụ? Giờ sao cụ? Bây giờ sao? Được không? Được không? Được ha. Được, nhưng ảo mà nó chồng treo nữa nè. Ảo ha. Ờ đi lẹ đi cụ, để anh lùi. Anh còn dùng cam 360 của anh nữa cụ. Có mấy chiếc không có cam 360, nó phải dùng cam vệ tinh tội nghiệp nữa lắm. Quá đỉnh. Này các bạn coi gương nè. Cái gương nói chung là ghê quá. Trời nha, đép lùi đi anh. Lùi. Em phải cho anh lùi chứ đi. Em cho em đậu cái đầu đó sao lùi. Cháu xuống xe lấy đồ quýnh quá à. Đừng để con dám đồ xuống nha. Không? Bạn dám bước xuống không? Đúng không? Từ bạn xuống tôi rớt có cửa nha. Nóc bạn, tôi mở cái kính mà tôi leo từ nóc ra bạn. Ổn rồi đó. Xe này không dám, không dám lùi mà không dám buông hết côn luôn á các bạn. Lùi mà mình phải nói là mình lùi từ từ luôn á. Vừa lùi vừa buông côn đạp ga liền bạn. Ơi, lộn bên chơi mà. Chơi với bạn nhưng chơi cũng phải sợ mưa rơi bạn ơi. Thằng nào bóp càng vậy? Nè bạn ơi, kẹt xe bạn ơi. Tự bạn. Lùi lẹ lên. Tự bạn. Kìa gớt bánh cái gì ơi. Gớt đâu gớt bạn. 360 vẫn hoạt động tốt. Ờ hơi gớt xíu. Rồi ok. 360 hoạt động tốt. 360 cho bằng. Từ đếm. Chứ là các bạn phải lùi trong này nó mới gây cấn các bạn chứ đâu như mấy thằng mà dùng camera số 2. Lệch phải nhiều hơi bị nhiều á, đép.
Em biết rồi. Mày lùi nó nhanh vô. Lùi tao mới lùi chậm chậm ấy mà. Rồi rồi, đếm ghế rồi, đếm ghế rồi. Ủa, ủa, để nó lùi luôn kìa. Ủa. Lùi bánh cái gì? Nó chơi điêu quá à. Xạo. Cái lùi có 2 bánh, 3 bánh gì à bạn ơi. Từ nha, từ nha. Đúng rồi, xe chở sư tử đó đấy ơi. Dạ, nghèo luôn á. Giàu mà nghèo là okay gì nhá. Ok đó. Từ giàu anh nghèo luôn. Hợp lý rồi đó các bạn. Ớn vậy. Bé thấy nó hợp lý là gì? Ơi 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 ơi. Nó bên này xíu. Ở chỗ này các bạn nó bị xéo. Nè các bạn nhìn trên hàng đéo nó lùi lẹ vậy. Anh này nó dùng camera số 2 nè Lu ơi. Không. Em dùng cam 360. Điều à cái số 3. Thằng đéo nó dùng cái số 3. Đúng không? Đéo dùng cái số 3 đúng không? Con có làm gì có cam 360. Xạo rồi chứ. Trời ơi. Rồi cam này đó. Dễ chạy lắm anh. Rồi được rồi đó. Đúng rồi. Tại cái xe này nó cái dài mà cái đường nó hẹp các bạn nhìn nè. Cái đường nó vừa đúng chiếc xe luôn. Mẹ ai mà anh muốn chơi dễ á, ai mà muốn chơi dễ á thì quay đầu vô đó xong rồi tới đoạn này luôn một đoạn xa lắc xa lơ luôn. Dũng nó chạy ghê. Đúng rồi mày làm. Giờ giờ thử thách anh lùi lùi phát nữa qua cái kia được. Rồi. 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 Rồi bye bye Dũng. Thế là một xe đã đi. Dũng đặt đi ta nít luôn rồi. Bao nhiêu khách trên xe nè? Tùm 50. Rồi đồ tới đây. Rồi lùi cái nữa anh bạn. Quay đầu lại anh. Thôi em mình chơi vậy mình ngược với người ta em hiểu không? Ok. Đẹp 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 đẹp. Đi ngáo. Đẹp đẹp lùi biến lửa đẹp. Trời còn chạy lên nữa lùi biến lửa. Rồi. Xuống đây nó cài cầm vậy. Rồi bắt cái hoài. Giờ tao lắc đầu qua giọng rớt. Không có em. Lật cái hoài. Thôi lật được em. Đó đếm, 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 cái chuyện đó em, tất cả với là giả dối em mày hiểu không? Không có chuyện lọt ở đây. Không có chuyện nào lọt rồi, đi đi em, mình bắn thẳng đi em. Thiệt nãy giờ xe này mình đi trên này mình đạp phanh mỏi chân lắm luôn các bạn. Đạp cô không mỏi mà đạp phanh mỏi mỏi chân vậy. Giờ em chị hết giả số ra anh coi nè. Từ từ, xích lên xíu. Đây là cam 1 nha, không có chơi cam 2 à. Cam 2 ai chơi vậy được. Đó, anh ấy cũng có một người cam 1 mà cái xe nó nghiêng qua nghiêng lại đó. Chơi cam 2 đâu. Hay. Rồi nhau. Nhưng bay tới dưới luôn. Anh ơi, anh nghe thấy ổng trên đường nha. Nó bước tới cái điểm ra rồi mà nó còn lột cái xe xuống dưới được. Đỉnh thiệt. Này điểm mắt sao hết trên đường á. Nhẹ nhàng thôi. Mày kêu chở sư tử cho đã rồi. Đó, mày cho nhẹ nhàng thôi. Ok. Mày cho chúa Sơn Lâm mày vô. Tính là đoạn này lùi mới vui nè các bạn. Hay là mình quẹo qua kia mình lùi lại không? Đoạn này đi lùi nó mới vui nè. Thì bạn lùi đi. Để lùi đi. Bạn làm đi, tôi đứng đây ủng hộ. Ok các bạn, nếu các bạn muốn thôi, gì đâu. Nếu chị đã muốn biết. Tại chủ yếu tụi mình chơi cái map này cũng chỉ để đi cái đường này thôi các bạn. Nó còn nhiều đường khác mà nó bị non roleplay lắm cho nên mình không có chơi. Đường nó quay quay như kiểu lượng. Xoắn ốc. Ừ, đường nó đi ảo lắm. Này tới lượt cù nè. Ngáo nó mới xong rồi tới em nữa cù. Không, con Hyundai này nó ảo lắm. Hyundai nó như xe đua vậy. Hyundai phục đỉnh lắm. Hyundai nó dùng all-wheel drive anh. Hyundai nó ngáo bữa đâu có đâu mà biết. Rồi gì gớt gì gớt. Sao gớt được. Ê, đếp gớt kìa, đếp gớt. Mẹ đếp ơi, tao đang chạy nhanh đếp ơi. Chính là cái đoạn đó, mọi người dễ bị dính cái đó quá ha. Nhưng mà riêng xe tôi có camera 360 nó không thể nào bị dính được. Hay quá Vũ. Tiếp là Dũng, tiếp là Dũng. Tiếp là Dũng, tiếp là Dũng. 2, 3, vô. Gì vậy? Rồi Dũng rớt chứ luôn. Rồi ông bay Dũng. Rồi thêm con, thêm con. Hên, 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 hên. Đây bây giờ map này tới đây là hết rồi các bạn. Nó chỉ là cái đoạn kia thôi. Cho nên là chắc là mình sẽ rủ team mình đi lùi lại thử xem. Dũng nó lọt rồi kìa. Nè tới chỗ ăn cá rồi anh. Rồi bây giờ mình sẽ cùng với team đi lùi từ cái đoạn ở giữa kia lùi ngược lại nha các bạn để xem coi là lùi được hay không. Ok, đi thôi. A little longer than a few minutes later. Rồi các bạn thì nói chung là cái map này tụi mình tải về chỉ để chơi mỗi cái đoạn nào thôi cho nên bây giờ mình sẽ đi lùi nha các bạn. Đi lùi cái nữa là ok rồi. Ok đi mọi người. Để tôi đi trước cho, tôi bờ rồ lắm. Kính lão đất thọ gì. Nè, chưa gì tắt máy rồi.
đi. Đây, đầu tiên các bạn sẽ như mình á. Mình từ đây mình quẹo qua đó, mình có cam 360 mà các bạn rén cái gì? Không xuống dưới rồi. À, không tầm nha. Ê, dướng. Cho lùi. Dướng cái cục gờ này rồi. Không lùi thôi, làm gì căng. Láo không mày. Thôi, đông quá vậy. Dạ. Đó, mình chạy nhanh nè các bạn. Sợ gì, hồi nãy là mình chỉ chạy mình rén, mình chưa quen thôi. Thấy không? Lọt nè. Ui. Thắng không ăn các bạn. Không sao, xe nó chưa ra. Rồi bây giờ mình lùi ha. Bắp anh bị lền nè các bạn. Không bạn, nãy mới vô. Ê, sao xe nó trôi phía trước vậy? Có cần chị Tâm em không nhá? À, không mượn. Rồi bây giờ mình sẽ nhìn vô bên này để mình lùi. Lùi tới bên kia là ok. Nhìn vô cam 2 á anh. Không em, mình nhìn cam 1. Mình đang nhìn cái cam mà gọi là hả, cái gương luôn các bạn, mình không thèm nhìn cam 360 luôn. Cô cô gớt. Tôi tội sao mình lệch quá. Tôi chạy ra sao cô tôi mệt. Ê mọi người thấy tôi lệch đó mọi người. Lệch lắm không có gì cô. Đây như lên xíu. Biết rồi, biết nhìn cái gương biết mà. Từ giống. Tôi nhìn cầu tôi mất cười quá. Từ giống. Thằng cầu nó chạy cho đã luôn kìa. Giờ em sẽ thử thách em ló cái đầu em lùi. Tính ra ló đầu ra dễ lắm luôn á. Ló đầu ra lùi mắt xe buýt được luôn á. Đúng rồi. Ừ, không cần lơ luôn. Tao chỉnh cái cam lùi, có cam lùi mà. Xe bạn có cam lùi mà xe tôi nó không có cam lùi, bạn nó có cam 360 thôi bạn. Tôi mới mua xe nên tôi chưa có biết chỉnh cam lùi, bạn hiểu không? Có nút chỉnh nhưng mà chưa biết chỉnh. Ở chỗ này nó bị dướng rồi nhé. Gật bánh. Khi mà cái xe nó lệch quá, các bạn sẽ nhích nó lên xíu. Đó, tại vì chỗ này nó lùi hẹp, không có lùi ngang kiểu kia được. Các bạn sẽ nhích lên, xong mình lùi xuống. Đó, đơn giản thôi. Trời ơi, lùi bằng gương khó quá à. Dẹt cái ngói. Mình lùi bằng dễ tin đi ngáo. Ờ, thắng không kịp đi. Em thấy lỗi cậu. Mèo lộn đánh lên lộn. Cậu kia chị lùi cái cậu. Đừng cậu kẹt cái cậu. Nó kẹt thì chỉ. Rồi Dũng đi luôn rồi. Ủa Mới vừa mấy giây trước thấy còn Dũng trước mặt tao. Xe đã đỏ không? Giờ mất tiêu rồi. Rồi. Non. Mấy đứa này không biết chạy bằng cam lùi. Bởi vậy không bạn, mình chạy bằng gương luôn bạn, không cần cam bạn, mình chỉ cần cái gương. Mình cứ lấy cái điểm của cái thùng á, mình làm cái điểm là điểm chuẩn là được đó, nhẹ nhàng thích lên điểm mù á ơi, không thấy dễ bộ thông rồi kêu không thấy thứ gì. Không hề, đã nói điểm mù mà đã không thấy bộ em muốn đâu. Thôi quá mượt. Ừ, quá mượt luôn các bạn. Đánh giá tài xế 5 sao. Xin là xin dính bị. Không ai thấy gì hết trơn. Không ai thấy gì hết trơn. Ê, lệch bánh nè bạn, tôi thấy nha bạn. Không lệch bạn. Lệch bánh nè bạn nha. Là đâu lệch đó, là đâu lệch bạn. Mình phải nói cho đúng bạn, không có lệch. Không hề lệch bạn, hiểu không? Bạn dạ, mấy chục ngàn người thấy là cái gì chứ không? Ý gì thôi bạn. Ý. Giờ cái này mới căng nè. Cái này lùi lên mới căng nè. Cái này lùi lên mà dùng cam gì cũng căng hết trơn các bạn. Tại vì cái đầu mình đi nó dễ, cái đuôi đi khó vãi. Thôi quá. Để coi bây giờ mình đi như vậy ha. Ừ. Rồi sao nữa, rồi gớt không? Hơi cạ các bạn. Nói chung là cái đầu mình ra nó dễ vãi, mà cái đuôi mình ra khó. Khó đúng luôn rồi, á. Cái đít bự quá mà. Đít bự quá mà. Lại nè, lấy hết bên này qua. Dị Dũng nó chạy ghê quá à. Dũng cứ lắc lại á. Em bạn các bạn. Rồi lấy qua. Ok. Ở đây mình sẽ vướng cái con xe con này. Nếu mà mình không có K360 đó, cho nên là mình sẽ. Mình có dễ tin bạn ơi. Chứ dễ tin bạn. Nhà nghèo có 360. Rồi qua được xe con rồi. Rồi bây giờ tôi thách mấy bạn lùi lên giống tôi á.
Khó vậy, cái lùi lên nó khó, cái đi nó không khó bằng đâu. Cái lùi lên nó mới khó. Nào làm một shot cho ông coi coi. Để mình lùi, để mình đậu rồi mình cho các bạn xem. Rồi, đậu đây. Cháu ơi, sao mày nằm dưới hay sao? Ok, đi xem tim. Vâng, kính thưa các bạn, mình đang có một con xe đỏ trắng chuẩn bị lùi vô cái điểm lên đường. Chắc gì lùi được. Ở đây mình có con xe chở sư tử, nó chạy ghê quá à. Nó không hề thẳng luôn. Con xe màu xanh nó chạy chuẩn thiệt chứ. Ê, thằng Dũng, xe nó bị non go level play quá à. Lùi cái một rồi, cái xe ở xe nó ngắn xe mình rồi. Ngắn hơn sao? Ô à. Từ từ, anh xe này bốc lắm. Các bạn nhìn thằng Dũng rồi, trời đất ơi. Không, để coi. Bây giờ anh nghe câu lùi cái một chưa? Ừ, em lùi đi, anh đang coi nè. Anh đang hóng con sư tử em lên nè. Còn quý bà lương. Sao bạn? Gì bạn? Sao cái bánh xe bạn thọt qua kia vậy bạn? Có bị thân bạn. Lên đi bạn. Nằm nói chứ bạn. Em không bạn ơi. Ngon. Rồi, để coi lùi cái một nè. 2, 3. Sao nó chạy không được nữa rồi ta? Ê, nó ảo. Ảo. Không chịu này, nó không chịu. Không, cũng dướng thôi, mình lúc nãy mình lùi mượt rồi đâu dướng đâu. Nè dướng nè. Giờ đánh lái là dướng, mình lùi cũng dướng nè. Không phải dướng, không phải dướng. Dướng cái xe, dướng cái núi. Đó, thấy không? Dướng cái xe, dướng cái núi luôn. Không, nãy hồi nãy là Dũng chơi ăn gian thôi. Nãy Dũng chơi ăn gian thôi. Trẻ mình quá ta. Rồi, này thì lùi cái một. Nè, lùi cái một. Còn quý màu xanh nó đang bị kẹt đây nè. Ok, màu xanh nó lên được. Cụ viên đếm cái gì vậy? Thôi. Hai đứa nó lùi chậm lắm bạn. Cô nó không cho em chạy. Cô lắc lại. Dũng đi ra, Dũng bay ra sau lưng anh đó Dũng. Em lừa rồi, em đi ra đi, em chơi ăn gian lắm. Anh không có ghi nhận em cho cuộc thi này. Ngay chỗ khác thì em đừng hút ngáo để cho nó tự xử. Anh ơi, sắp gầm rồi. Sao ngáo? Nãy giờ cái thứ mấy rồi ngáo? Nãy giờ cái xe em không phải on wheel drive như người ta. Xe rồi, ôi là xe nó mạnh rồi ngáo, xe nó mạnh rồi. Em đạp ga cái nó mạnh rồi. Hình như cụ không chơi giỏi mà không lùi. Nhìn ăn mắt cụ đang lé ra bạn. Nhìn cái cụ mệt quá à. Đó, lắc lại. Tụi đi đếp, sao vậy đếp? Ê ngáo làm gì dưới ngáo? Ngáo à. Lên chơi mọi người đi ngáo mà. Rồi xong. Rồi, đi ơi. Rồi này các bạn coi nè. Người chuyên nghiệp lùi nè. Đưa. Ê, cái này lấy chớn nha bạn, cái này tôi thấy bạn lấy chớn. Ủa mắc cờ quá, không lấy chớn chết sao? Dũng. Yeah, cứu tao gì ơi. Thôi vậy, kheo khẽ rồi, cứu gì. Cứu. Ừ. Ừ, cứ cứu. Trời ơi, ba cái lặp cái mồm rồi. Trời ơi, đếm gì cô. Ngáo lùi lại đi ngáo, hồi ngáo lùi lại đi ngáo. Ê mày, chơi tông xe tao mày. Hả? Các bạn. Quên phát tay. Cho các bạn xem cái map này nó bị ảo theo nhiều cái. Nói chung là mình chơi mỗi khúc đó thôi là vui rồi. Còn mấy khúc này để mình coi kiếm cái chỗ sắn ốc thôi. Map là nó dài lắm mà map này tiếng Trung Quốc cho nên là tụi mình không có biết go to thành phố. Tụi mình chỉ có bay về để mình coi. Trời ơi, nhìn cái một luôn. Các bạn nhìn nào. Cái chỗ này nó rất là xoắn ốc luôn. Rồi có một cái gọi là nó xoắn như cái kiểu. Đây nè các bạn, đây là cái đoạn người ta gọi là đoạn vòng cung đi ha. Mình tìm cái đoạn sáng ốc cho các bạn xem. Đây, đó. Đi, các bạn thấy cái đường này đỉnh không? Đây, cái đường xoắn. Xoắn não luôn các bạn, đi từ dưới này. Chứ đường này cũng được, mà đường này đi nó hơi bị chóng mặt thôi nè. Đi đường này xoắn lên thôi. Đường này nếu mà muốn chơi là phải chơi thùng hàng á. Nó mới vui các bạn. Tại vì thùng hàng nó dài. Rồi nó lên không nổi. Chứ còn xe khách thì mình nghĩ nó dễ. Nó xoắn ốc, chơi dễ chóng mặt lắm. Nhìn thì nó khó thiệt á. Nhưng mà chóng mặt các bạn ơi, chứ không gì hết trơn. Đoạn này thì cũng tạm. Nói chung là map này chơi được một vài đoạn. Nhưng mà mình chỉ thích nhất là cái đoạn kia thôi. Còn mấy cái đoạn này thì nó khá là thường các bạn. Nó cũng nhầm nhàm. Nó cũng không gì gọi là ghê gớm lắm ha. Ok, quay trở lại với những người lùi một cái. Giờ cuối cùng là đép. Ủa cô đâu vậy? Ủa? Chào. Ủa? Ủa? Chào em. Sao vậy em? Từ báo cuộc chơi rồi em. Từ báo sớm vậy em. Nè cạ nè. Bây giờ mà đép nó lên á là nó cạ cái đít quẹo qua bên kia á thì cạ con xe. Tính nào quý bà luôn nãy chơi dơ lắm, quý bà luôn nãy lùi một phát một luôn. Dơ à gì? Lẹ lắm thì bạn kêu miễn lùi qua được thôi chứ. Không, tại bạn chơi lấy chớn, bạn hiểu không? Bạn lấy chớn bạn băng qua, còn người ta lùi từ từ chậm chậm thì lúc đầu ông phải nói sớm chứ. Thôi vậy là này cụ bắp rồi, này không qua được rồi, còn ngáo cụ với đép là bỏ.
Blue bỏ luôn, Dũng bỏ luôn, vậy là mình bờ rồi nhất. Mình bờ rồi nhất, kéo tay. Mình qua được nha bạn. Ở bạn chắc cái đó. Các bạn nhìn đẹp kìa. Đẹp có đè nè, em qua đi, qua đi, qua đi, qua đi. Em qua hộ cái luôn, cái đít em làm gì vậy đấy? Cái đít em đến làm gì đấy? Sao quá được? Sao không quá được tắt máy nha. Mất cái dây led rồi kìa. Chứ là tao mà hoài vậy. Sao quá được? Ủa gì? Thấy xe mày lên đèn, mày đừng có bên được cái láo. Láo. Thấy hết. Đèn cho tao bật hai giá đó mày hiểu thấy không? Thấy hết. Điều lắm, thằng này điều lắm. Cụ công mày á. Điều lắm. Đường như kia hết cái gì chạy các bạn, chung là vui mở cái đoạn này thôi. Thôi, thằng đép này bỏ. Thì coi như là hôm nay mình cũng với team của mình đã trải nghiệm xong cái cung đường ngoằn ngoèo và nó cũng gọi là khó. Khó nếu mà đường này nó có nhiều đoạn cua hơn thì mình nghĩ nó sẽ khó hơn nhiều. Để sau này mình thử tìm mấy cái đoạn mà chơi chơi kiểu vậy, nó khá là vui và nó khá là kiểu nguy hiểm á các bạn. Rồi ok, thì mình cũng sẽ phải tạm dừng cái video Attack 2 đây nha các bạn. Nếu các bạn thích cái series game này, nhớ đến cái mình cũng như like video và share cho đứa mình. Hẹn các bạn tập sau, chào các bạn, bye bye.